Những năm trước, sổ hộ khẩu hoặc là tạm trú là một trong những thủ tục bắt buộc khi học sinh nộp hồ sơ nhập học đầu cấp. Khi có quy định mới về việc không sử dụng sổ hộ khẩu theo luật cư trú, rất nhiều phụ huynh băn khoăn về vấn đề thực hiện thủ tục đăng ký nhập học cho con. Trước lo lắng này, các trường cho biết hiện vẫn đang chờ hướng dẫn từ Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời khẳng định việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định sẽ không ảnh hưởng đến việc tuyển sinh đầu cấp. Trường Trung học cơ sở Lý Thánh Tông, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng theo mô hình tiên tiến hội nhập nên việc tuyển sinh từ nhiều năm nay không phụ thuộc nhiều vào hộ khẩu. Đại đa số bây giờ các em học sinh đã được phân tuyến, thì khi mà các em được tuyển sinh vào các lớp thì các trường trung học cơ sở đã nắm cái danh sách và phụ huynh sẽ đến trường đăng ký nhập học của mình. Do đó việc bỏ hộ khẩu thì không ảnh hưởng mà không làm phiền hà thì phụ huynh học sinh. Hai năm trở lại đây, tất cả các trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đều tuyển sinh đầu cấp thông qua hình thức trực tuyến. Sổ hộ khẩu được dùng để đối chiếu thông tin. Theo các trường, việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ không gây khó khăn nhiều cho công tác tuyển sinh. Với quận 1 của chúng tôi thì cũng vài năm nay là thực hiện tuyển sinh online, cho nên là tôi nghĩ là cái việc này thì nó cũng không có cái gì khó khăn hết. Hiện nay thì tất cả mọi nơi đều là đã bỏ sổ hộ khẩu, thì tôi nghĩ là đối với việc tuyển sinh cũng như vậy thôi. Hiện mỗi học sinh đều có mã định danh nên về cơ bản tuyển sinh cũng không có quá nhiều thay đổi. Học sinh cư trú ở đâu thì học tại trường đóng tại nơi cư trú hoặc trường ở địa bàn lân cận. Để có sự phân tuyến chính xác thì hội đồng tuyển sinh sẽ phân tuyến cụ thể cho từng học sinh căn cứ theo danh sách thống kê trẻ trong độ tuổi đến trường của các phường. Hồ sơ phân tuyến là từ lớp 5 là sẽ được khai báo nơi cư trú và từ đó phòng giáo dục sẽ chuyển về các địa phương gần. Tức là học sinh ở phường nào thì sẽ chuyển về trường trung học cơ sở của phường đó. Trong khi chờ hướng dẫn cụ thể từ sở và phòng giáo dục và đào tạo, các trường cũng khuyến nghị phụ huynh không nên lo lắng vì việc bỏ sổ hộ khẩu giúp quy trình tuyển sinh giảm bớt những thủ tục có tính hành chính và sẽ không ảnh hưởng đến việc học của con em mình.